mình lại có cái món đồ chơi mới. Mình đặt một em Kalin Kid về. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra nha. Một con Kalin Kid. Đây nó có ghi là Kalin Kid không dây. Nguồn là 5V 0,75W. Hỗ trợ kết nối là Wi-Fi 2,4 và 5G. Kích thước các thứ này. Nhiệt độ này. Hỗ trợ iPhone 6 trở lên, từ iPhone 6 trở lên và iOS 10 trở lên. Ngoài ra thì là còn có hỗ trợ kết nối Android. Kết nối Android là Android 10. Còn có dây thì lại dùng Android 6. Mình cũng không hiểu. Đây là cục này, là cục cục kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto không dây, nhưng mà nó lại ghi là có dùng cho cả kết nối có dây. Mình đang chưa hiểu nó là cái gì. Bây giờ mình sẽ mở ra xem nào nhá. Trông cũng tròn chỉ phết các bạn ạ. Đấy, trong này có hai cái dây cáp USB, một đầu là một dây là hai đầu tai C, một dây là USB A và tai C. Và quyển sách hướng dẫn. Ok. Sách hướng dẫn này có cả tiếng Anh lẫn tiếng Tàu. Và mình cắm vào đã. Không rõ là nó theo cái, đọc qua hướng dẫn tí. Đấy. Đây. Một chân tai C. Hai chân tai C thì cắm vào đây. Và một chân thì cắm vào USB trên xe. Trông cũng khá là gọn gàng. Chưa thấy đèn đóm gì lên cả. Có lên đèn đỏ nhá. Đấy, trên màn hình của mình nó có hiện là để mở cái chức năng CarPlay thì phải ấn vào cái đồng ý. Ok, mình sẽ ấn vào đồng ý. Đấy, bây giờ là CarPlay là nó hiện thông báo là kết nối. Cái này hơi chậm nhỉ, hơi lag, không biết là do mới khởi động hay là như nào. Mình thấy cái thao tác của nó có vẻ như là không được đấy. Nhìn nó cảm giác nó hơi kiểu hơi lắc lắc. Bây giờ mình sẽ thử kết nối điện thoại của mình với cả xe qua cái Kalin Kid không dây nhá. Ok, cái yêu cầu của cái Kalin Kid kết nối không dây này thì bắt buộc là mình sẽ phải bật Bluetooth và bật Wi-Fi. Ok, bây giờ mình sẽ bật Bluetooth này. Rồi đấy, bây giờ là trên điện thoại của mình đã hiện là thiết bị là Mazda E0FB trùng với ở trên màn hình rồi. Bây giờ mình sẽ ấn vào nút kết nối nhá. Rồi. Đấy, trên điện thoại báo kết nối thành công và trên màn hình cũng đã kết nối. Ok. Rồi đấy, bây giờ là trên màn hình của mình và màn hình trên xe là đã kết nối qua kết nối không dây nhá. Bây giờ mình tắt màn hình đi. Ok. Đấy. Hiện đầy đủ các ứng dụng như là kết nối có dây. Ngon lành. Đó. Có điều là mình một cái rất là quan trọng ở đây là cái điện thoại này của mình là cái máy phụ,
Thế nên là mình không sử dụng sim. À, gọi là cái máy này là cái máy mình không sử dụng nên thì chính xác hơn. Nên là mình không có cắm sim vào cái máy này và mình chỉ dùng để chia sẻ kết nối internet từ cái điện thoại chính của mình thôi. Đó, thế nên là bây giờ nó lại nhường cái kết nối internet wifi bằng vào cái Kalin Kit này mất rồi. Thế là coi như là chả có mạng. Đấy. Bây giờ mình thử mở YouTube xem nhá. Không có mạng nên là chắc chắn là sẽ không xem được. Đó. Bạn đây đấy. Thiết bị đang ngoại tuyến. Rất là buồn. Đó. Nhưng mà con Kalin Kit này lại có một cái cổng USB, thế nên là trường hợp này là mình có thể sử dụng kết nối có dây. Đó, bây giờ mình sẽ thử ngắt kết nối đi nhé. Ngắt kết nối này thì là phải tắt cả Bluetooth và tắt Wi-Fi, nó sẽ ngắt kết nối. Tắt Wi-Fi trước này. Đấy, tắt Wi-Fi cái là nó ngắt out khỏi thiết bị luôn. Rồi, bây giờ mình thử kết nối bằng có dây nhưng mà là qua cái Kalin Kit nhé. Và đầu trước tiên là mình phải bật lại wifi đã để mình thử xem là nếu như dùng có dây thì wifi có vấn đề gì không, và có internet hay không, có kết nối được internet với cả máy cũ của mình hay không, máy chính của mình hay không. Đấy, ở đây là đã kết nối máy của mình rồi nha. Bây giờ mình sẽ cắm dây. Đó. Đấy, nếu mà là dùng kết nối có dây thì lại cũng như thế thôi, cũng hoàn toàn bình thường và có internet bình thường. Đấy. Đấy, là kết nối có dây thì lại có mạng, có internet rất là ngon. Đấy, thế bây giờ rất là, vì vậy nên là nếu như mà dùng cái con Kalin Kit này rất là hay, là rất là tiện, là nếu như mình dùng kết nối không dây ấy, thì mình sẽ không cần phải cứ ra ra vào vào xong rồi lại ví dụ như phải ra vào xe xong rồi lại phải cắm dây hay là rút dây rất là bất tiện, mà mình có thể đút túi mà nó có thể tự nó kết nối vào xe, là bật wifi bluetooth nên là nó có thể tự kết nối bình thường. Đấy, nhưng mà nếu mà dùng cái có dây thì nó lại hơi bất tiện, là cứ phải cắm với cả rút. Đó, thế nên là nếu như trường hợp mà các bạn muốn dùng Kalin Kit không dây thì có lẽ là phải sắm cho mình một cái SIM data 4G gì đó thì chắc là mới dùng được, gọi là hoàn hảo, rất là hay, nhưng mà có điều là hơi bất tiện ở cái khoản đấy. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái Kalin Kit qua cái thiết bị Android nhé, điện thoại Android nhé. Của mình là nãy giờ mình thử là iPhone. Ok, mình tắt. Đây rồi, đây. Điện thoại của mình cũng đã hiện cái tên thiết bị là Mazda E0FB rồi. Đấy, ok, đấy, bây giờ là nó cũng hiện kết nối ở trên màn hình. Đấy, cũng lên rất là ngon, rất hay. Đó. Như con điện thoại chính đấy của mình thì chắc là không vấn đề gì, nhưng mà có điều là trên cái Android thì mình chưa làm cái động tác là cài YouTube lên trên này, bởi vì mình thấy là dùng YouTube ở trên
điện thoại Android mà cắm bên trên màn xe thì mình thấy nó không được ấy lắm, bởi vì nó như là điện thoại là nó vẫn phải sáng màn hình liên tục cái gì đó, nên là mình không thích lắm. Ô, hay chưa này các bạn ơi. Đây, bây giờ mình phải giới thiệu qua là trên xe của mình nếu như dùng Android Auto nhé, thì trên xe Mazda, mình không biết là các xe khác nó như nào, nhưng mà riêng Mazda là nếu dùng Android Auto là mà kết nối với cả màn hình là không có cảm ứng. Nhưng kết nối qua CarLinkit này thì rất là hay, nó lại có cảm ứng các bạn ạ. Đó, rất là hay, nó có cảm ứng luôn. Đấy, mình thử nào. Đấy, di chuyển rất bình thường, hay đó. Đấy, có điều là trên cái màn ở trên cái Android này thì mình lại không có ấy, mình lại không có các cái giải trí khác, nhưng bù lại có mấy cái game vớ vẩn này để gọi là chơi lúc rảnh rỗi, ngồi chờ. Game khỉ gì ấy, game gì nhỉ, gì runner gì ấy, mình không rõ lắm, mình không mê mấy trò game gục này. Cái này thì vẫn có internet bình thường, vì đây là mình đang dùng máy, mình vẫn đang có sử dụng internet đó. Rồi, ok, thôi mình xin phép dừng video ở đây. Video review về CarLinkit 4.0 rất là hay, nhưng mà có điều rất là lạ, hơi phí là cái dùng trên iPhone mà dùng không dây thì nó lại không được hoàn hảo lắm, là nó bị mất kết nối internet. Đây, con đang kết nối bằng điện thoại Android của mình đây, và nó không có dây, rất là tiện. Ok nhá, xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nhá.